nào bên nhau. Hai bác vui tươi ngỡ đâu, bây giờ bác rời giường thế. Tiếc thương lòng đau, tình đầy người đi mãi, tin đưa xót xa nghẹn ngào. Lặng nhìn người nụ cười hiền thương biết bao, ôi công ơn người bao năm vất vả, lo cho dân nào đâu ngày người nghĩ cuối đời còn lo. Và thầm mong sao con cháu nhân dân Việt Nam theo lời bác rèn đạo đức, chớ tham lời xanh mà mang tội thêm khổ, sống sao tiếng thơm cho đời.